Chân như của ý giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của ý giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của ý giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tướng của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì ý giới, pháp giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, địa giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ, thủy hỏa phong không thức giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ, bản tánh của địa giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ, bản tánh của thủy hỏa phong không thức giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của địa giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của thủy hỏa phong không thức giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của địa giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tướng của địa giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tướng của thủy hỏa phong không thức giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì địa thủy hỏa phong không thức giới và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, thánh đế khổ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, thánh đế tập diệt đạo không đến không đi cũng lại chẳng trụ, bản tánh của thánh đế khổ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, bản tánh của thánh đế tập diệt đạo không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của thánh đế khổ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của thánh đế tập diệt đạo không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của thánh đế khổ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của thánh đế tập diệt đạo không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tướng của thánh đế khổ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tướng của thánh đế tập diệt đạo không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì thánh đế khổ tập diệt đạo và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, vô minh không đến không đi cũng lại chẳng trụ, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não không đến không đi cũng lại chẳng trụ, bản tánh của vô minh không đến không đi cũng lại chẳng trụ, bản tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của vô minh không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của vô minh không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tướng của vô minh không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tướng của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, chân như không đến không đi cũng lại chẳng trụ, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đủ khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới hư không, cảnh giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh giới diệt, cảnh giới vô tánh, cảnh giới vô tướng, cảnh giới vô tác, cảnh giới vô vi, cảnh giới an ổn, cảnh giới tịch tịnh, pháp định, pháp trụ, bổn vô thật tế, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của chân như không đến không đi cũng lại chẳng trụ, bản tánh của pháp giới cho đến thật tế không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của chân như không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của pháp giới cho đến thật tế không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của chân như không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của pháp giới cho đến thật tế không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tướng của chân như không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tướng của pháp giới cho đến thật tế không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì chân như cho đến thật tế và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, cái không nội không đến không đi cũng lại chẳng trụ,
cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của cái không nội, không đến, không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của cái không ngoại cho đến cái không, không tánh tự tánh, không đến, không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của cái không nội, không đến, không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của cái không ngoại cho đến cái không, không tánh tự tánh, không đến, không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của cái không nội, không đến, không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của cái không ngoại cho đến cái không, không tánh tự tánh, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của cái không nội, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của cái không ngoại cho đến cái không, không tánh tự tánh, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện vì cái không nội cho đến cái không, không tánh tự tánh và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện bố thí ba la mật đa không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của bố thí ba la mật đa không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của bố thí ba la mật đa không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của bố thí ba la mật đa không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của bố thí ba la mật đa không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện vì bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện bốn tịnh lự không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của bốn tịnh lự không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của bốn tịnh lự không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của bốn tịnh lự không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của bốn tịnh lự không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện bốn niệm trụ không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của bốn niệm trụ không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của bốn niệm trụ không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của bốn niệm trụ không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của bốn niệm trụ không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện vì bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ chẳng thể nắm bắt được. Hết quyển thứ 58.